Vào ngày 7 tháng 6, kênh VTV1 đã dành hơn 10 phút để nói về câu chuyện từ thiện đang gây xôn xao suốt vài ngày qua của giới nghệ sĩ và nhắc cụ thể đến ba cái tên thủy tiên, Chấn Thành và đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Chương trình cho rằng, việc các hoạt động từ thiện trở nên nở rộ trong giới nghệ sĩ nhiều năm qua là điều đáng mừng. Tuy nhiên, vẫn có quá nhiều vấn đề nảy sinh xung quanh câu chuyện này liên quan đến cách quản lý phân phối thông tin và đã đến lúc nghệ sĩ cần làm từ thiện một cách chuyên nghiệp hơn đáng chú ý chương trình cũng chia sẻ đoạn clip nghệ sĩ hoài linh gửi lời xin lỗi đến khán giả và cho rằng năm nghệ sĩ giải ngân nhanh chóng trong một tuần dù năm tiền từ thiện từ lâu nhưng danh tiếng của hoài linh thì sẽ khó lấy lại được trong khi đó thủy tiên lại nhận được nhiều lời khen vì hành động sông pha dấn thân vào vùng lũ để cứu trợ bà con tuy nhiên, lại có một group anti-fan hơn 90.000 thành viên vẫn ngày ngày kêu gọi cô công khai rõ số tiền từ thiện. Mặt khác, Chấn Thành cũng được nhắc đến vì sự cố quên thông báo với khán giả về việc thay đổi địa chỉ gửi tiền. Nghệ sĩ Hoài Linh, Thủy Tiên và Chấn Thành lên sóng VTV1 với chủ đề Từ thiện chuyên nghiệp. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng đưa ra quan điểm, làm từ thiện cần phải thay đổi cách làm, cần phải làm một cách hết sức chuyên nghiệp mới đạt được kết quả. Làm từ thiện không phải là một việc dễ nếu ta làm hết trách nhiệm. Còn nếu làm từ thiện để kiếm danh tiếng hay sự biết ơn thì người làm từ thiện đấy cũng phải xác định được mình làm từ thiện vì tấm lòng và cả kỹ năng mới nên đứng ra kêu gọi các hoạt động từ thiện. Câu chuyện từ thiện của các nghệ sĩ Việt vẫn là đề tài gây xôn xao suốt nhiều ngày qua. Cũng đã đến lúc nghệ sĩ Việt cần phải nhận thức rõ hơn về trách nhiệm và tầm quan trọng của việc làm từ thiện đúng cách. Ảnh các từ clip sưu tầm.